Sáng ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bố trí nguồn lực và ngân sách làm công tác trẻ em và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tới dự có Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và đại diện các bộ, ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội của 40 tỉnh, thành phố miền Bắc, Trung và Tây Nguyên. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra kế hoạch, giải pháp cho từng lĩnh vực như y tế, giáo dục, những khó khăn, thuận lợi của các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là việc thực hiện đề án vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025.